Đây là phóng sự trước giải đấu ngày mai. Chúng tôi xin được phỏng vấn một thành viên trong ban tổ chức, anh Hà Quốc Huy. Anh là thư ký kiêm trợ lý giám đốc. Giám đốc gì? Xin cho anh biết là tình hình cho công việc tổ chức chuẩn bị ngày mai như thế nào rồi, đã sẵn sàng chưa? Nói chung là với những giải ao làng này thì chuẩn bị xong hôm qua rồi. Hiện tại tôi đang thử nghiệm một vài chương trình quay phát để cho nó nâng lên tầm chuyên nghiệp. Sau tới chắc chỉ là quay được máy đơn thôi, chứ chưa có bình luận mình lẹo gì cả. Vì sau đấy là anh em ta còn có edit gì thêm chừng nào sau. Vâng, cảm ơn anh. Xin anh cho biết thêm là anh có nhận định về lực lượng tham gia các giải đấu năm nay và có đánh giá về một số team lót đường cũng như những ứng cử viên cho chức vô địch giải đấu này. Nhận định thì theo tôi thì team team nào nhiều người chơi giỏi là mạnh nhất. Team lót đường thì team vô tình chẳng hạn. Hiện tại thì sau khi biết danh sách thì anh ta đang hối tiếc vì 100.000 vừa đóng cho giải. Vâng. Xin cảm ơn anh đã cung cấp cho chúng tôi những thông tin hết sức bổ ích. Và để confirm thông tin chính xác thì chúng tôi đã liên hệ với ngay anh Vô Tình và chúng tôi sẽ phỏng vấn anh ngay sau đây. Xin chào anh Huy, cảm ơn anh rất nhiều. Cười khá là tươi. Không biết là anh đã có những nỗi niềm riêng gì. Xin chào anh Vô Tình, chúng tôi đến từ trung tâm những con chim lợn. Hôm nay xin được giải phóng anh phỏng vấn trước thêm giải đấu AOE. Xin anh cho biết là nhận định về team mình như thế nào? Chung là không cần phải đối nhiều. Mai thì đối kiểu gì nữa mình cũng vào trong không sợ. Rất tự tin. Vâng. Có lẽ anh là động lực từ miếng cơm manh áo là 100.000 đồng đã khiến anh quyết tâm rất cao. Thì cái đẹp là 1 triệu rưỡi. Đội mình sẽ vào vô địch. Ok. Vâng, xin anh cho biết thêm là anh nhận thấy là những đối thủ nào đáng gầm nhất trong giải đấu này? Mỗi tìm kiến lửa là mạnh đúng không? Vâng, một nhận định cực kỳ táo bạo. Anh Vô Tình cho rằng team kiến lửa là một team hét ra lửa. Và anh cho biết thêm là anh hy vọng là đội mình sẽ vào được đến vòng thứ bao nhiêu? Vô địch rồi chứ. Vâng, rất tự tin, một gương mặt khá đẹp trai của chàng trai xứng ạ. Tôi xin chào anh và đến với người tiếp theo. Xin đến với anh Doraemon. Vâng, anh Doraemon. Gương mặt khá đẹp trai mặc dù không uống nhiều sữa. Xin anh cho biết là anh nhận xét thế nào về qua những phát biểu của đội trưởng Vô Tình vừa rồi. Anh nhận xét như thế nào? Thì thường thì người ta không làm được thì người ta phải chém để bù những thứ người ta không làm được. Cho nên là riêng đội Vô Tình thì thôi cứ để cho đội bạn chém. Còn thế nào thì cứ vào giải chúng ta sẽ biết. Vâng. Nói một... À nhưng mà từ, nhưng mà tôi đồng ý với quan điểm của Vô Tình là bảng này thì mạnh nhất là đội kiến lửa. Đấy là quan điểm của anh mà. Vâng. Chúng ta có thể nhận thấy quyết tâm cực cao đến từ các đội. Phòng anh Thành Ruby đấy. Phòng anh bắt anh làm gì? Xin đến với anh Thành Ruby, một gương mặt khá lao lạc cho làng ơi à. Anh là nổi tiếng chơi là giữ tham tốt và nói chung là giữ trình tốt, nó không lên mỗi không xuống. Xin chào anh Thành Ruby. Xin cho anh cho vài nhận định về giải đấu này. Giải đấu này mình là bán B mà có biết gì đâu. Không, nhận định chung về giải đấu. Giải đấu hả? Giải đấu lần này có nghĩa là trải dài từ level 1 đến level 4 cho nên là có rất nhiều những thành viên mới nổi lên. Cho đè đè bẹp những level 1 chung. Liệu người đó có phải là anh không? Có thể. Xin chúc anh sẽ giành được những thắng lợi trong trận đấu ngày mai. Rồi, cảm ơn. Và team anh sẽ đi sâu gặp chúng tôi ở vô chung kết. Bạn B, team Hải Hùng có thể là nhất đấy. Vâng, nhận định là team Hải Hùng là sẽ nhất. Chúng tôi sẽ đến với một thành viên khá kỳ cựu trong làng Aoi Aseta. Mặc dù là anh không tham gia giải đấu này nhưng mà tôi cũng xin ý kiến của chuyên gia về những nhận xét trước thềm giải đấu. Xin anh cho biết là anh có nhận xét gì về giải đấu lần này cũng như là độ nặng của các team trong đợt giải đấu lần này. Nhận xét về giải đấu này à? Giải đấu này thì chuyên nghiệp hơn giải đấu trước. Anh có nghĩ... Team này anh nghĩ team kiến lửa vô địch. Team kiến lửa vô địch, vâng. Tiếp tục là một ý kiến của team kiến lửa.
team kiến lửa có nghĩa là đang có phong độ cực cao. Và chúng ta hy vọng là team kiến lửa sẽ vô địch đúng như dự đoán của các chuyên gia. Vâng, chúng tôi xin tạm thời kết thúc bản tin và sẽ up lên để mọi người nhận định trước giải đấu.